Hello mọi người. Hello mọi người, nơi đây tới rồi. Tới đây một cái địa điểm rất là lạ. Đây cho mọi người coi nha. Ở đây là thấy chưa? Nhà hàng làng chài. Nhà hàng bạn chài làng bè. Ở đây điểm là kêu bằng Gò Găng. Ở đây nó có cái là Gò Găng. Ở đây là một địa điểm ở phía Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà đi vào cái nhánh khác mình chẳng biết cái ở đây là ở đâu, nhưng mà có điều rất là lạ lẫm đối với mình. Ở đây có những cái nhà hàng ven chài, ven ấy, gia đình của con nuôi nó đi, nó kêu mình đi chơi. Ở đây xe hơi trên thành phố xuống rồi rất là nhiều. Ở đây là cây tràm chung quanh rất là nhiều. Và ở đây ta cất những nhà hàng thế kiểu như là nhà hàng nghỉ dưỡng hả? Khu du lịch nghỉ dưỡng mình nghĩ là vậy, đúng không? Ôi già nắng quá. Sao không thấy ai? Ok, chào mọi người nha, lần nữa. Mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? Đây coi, bật video nó coi. Rồi, ok, hết ra. Bây giờ thấy rồi đó. Thì nơi đây khách du lịch, khách đó vô rất là nhiều. Mình không biết cái chỗ này là chỗ nào, nhưng mà nghe nói chỗ này là gò, nó có tên buồn cười là Gò Găng. Gò Găng. Đây. Khách. Đây là những người Việt đây, những hồ cá, đây là chân của đốt tiêu chân ở đây. Đây là đồ biển. Cái gì không biết. Rồi ra. Đây. Thì có vịt, có tiền, có bạc thì đi chơi. Dân Việt Nam mình là vậy đó. Có nhiều đứa lên mạng phun phét rồi so sánh này kia, người dân khổ này kia. Mẹ bà mệt, tào lao. Khỏe. Chào cư xá Y Tân. Ok. Đó. Cái địa điểm này mình mới biết, mà đúng ra mình cũng chẳng biết gì. Nó hẳn là lạ lắm đối với mình. Đây là gia đình. Ê, chào. Sao cái chỗ này là chú Tuấn. Hả? Dễ nghĩa dùng cái chỗ này là chỗ gì? Chỗ này nó bên Gò Găng. Cái làng bè Gò Găng. Nhưng này mới khai thác hay sao? Mới khai thác. Thấy cái địa điểm này là lạ, cũng không ai biết. Đây khai thác. Nhưng mà ở đây chắc chắn là ngon hả? Ăn mới biết chứ. Ăn đói bụng quá. Thì nào ăn mới biết ngon dở. Ok. Đây là gia đình của Hà Bóp. Để mình review xung quanh thôi. À, có cái cầu lên đó hả? Đây nó có một cái cầu tên là cầu Gò Găng kìa, ở trên kia kìa, xa. Gò Găng, tên khá là lạ, buồn cười. Ở đây xa kia là mấy cây này chắc cây tràm không à hả? Thấy chưa? Dân du lịch, dân khách nội địa lại cho người ta đi tới đây, ta hưởng thụ, người ta ăn uống, rồi nói chung là tất cả mọi cái. Chào cư xá Duy Tân lần nữa, đâu có tiêu rồi. Hôm nay là ngày Chủ nhật buổi trưa, dự trụ đi đi Bến Tre nhưng mà không đi đó, người khách người ta lũ lượt tay vào thấy không, rất là đông. Mình không biết nhưng mà có điều thấy không, những người mình thấy xe hơi đi không, thấy xe hơi dài dài chưa. Rồi. Rõ ràng là ngồi đây chút. Rõ ràng là ui da. Rồi ngồi đây chút xíu. Rõ ràng là ra ngoài bên ngoài nắng á, chóa mắt, vào trong mát tự nhiên không có thấy đường luôn, không có thấy một cái gì cả. Hôm nay mình được gia đình dẫn đi một cái điểm du lịch Gò Găng rất là lý thú, một cái điểm du lịch mới. Cũng khá là lạ lẫm đối với mình nhưng mà không biết là ở đây như thế nào. Rõ ràng thì các bạn thấy ở đây người dân ở đây rất là sung sướng khi họ làm cuối tuần hoặc là buổi chiều họ hay đi dẫn gia đình đi chơi hoặc là đi ăn uống, hay là không đi du lịch chỗ này thì đi du lịch chỗ kia. Nói chung là cái kinh tế người dân vì hiện nay đang rất là cao, cho nên bị trong với lại cái những cái mà thuộc về chính sách nó mở cửa, các công ty rồi ở ngoài vào đây hợp tác, bằng chứng là những cái công ty của Mỹ nó vừa vào Việt Nam để mà ký hợp đồng cũng biết gì đó, mình không rành lắm trong một cái điều. Không biết còn người, không biết sao ta, có wifi, có net không ta, mình không rành lắm. Còn chạy không mọi người, tiếng nghe rõ không? Em xếp bàn tôi phát ở đây cái. Dạ. Không thấy comment. Ở đây thì ở Sài Gòn thì nó nóng dễ sợ nhưng mà ở ngoài này thì nó mát, nhờ có gió biển rất là vui. Ok, tại vì ở ngoài nắng đang ở ngoài nắng cái vào đây hoa mắt không thấy đường thấy xá gì cả. Cái điểm du lịch này nó cũng khá là lý thú bởi vì nó mới khai thác cho nên người ta cũng còn hoang vu, mà cái người Việt Nam mình nó ngồi lắm, có nghĩa là họ đi kiếm những cái chỗ nào mà hầu như không có ai, hoặc là những cái địa điểm nào mà không có ai chưa khai thác rồi họ mới đi tìm tới, rất là hay. Ở đây có người đi câu nữa kìa, có người đi câu rồi đủ thứ. Nói chung thì cái like này đột xuất thôi, thấy vui đẹp thôi chứ mình cũng không có chủ đích là đi chơi rồi quay làm kỷ niệm thôi, chứ chưa có nói cái chủ đề gì cả. Để đi chơi xong á, rồi chiều nay mình lên like, về nhà xong mình lên like mình nói chuyện nó có tính cách là có chủ đề hơn, đúng không? Phải không mọi người? Kèm theo hình ảnh luôn để mình chụp mớ hình ở đây. Rồi ok ha, vậy thôi mình tạm biệt mọi người nha. Ok.